dễ lọc nha các bạn, có chuyện đổ đó Minh. Thôi để đó đi, đây đây đây, có chuyện đổ nè nè. Ua à, dữ quá dữ. Đó, đổ không? Rồi, để vô đi, để vô nướng đi. Chào các bạn nha các bạn, hôm nay mình sẽ làm món phèo nướng với sườn nướng nha các bạn. Đây, đó, đây đây, đây đây, đây. Chỗ này, chỗ này nè, chỗ này nè, đó. Mình sẽ làm cái món phèo nướng và sườn nướng, mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm xong rồi á, là chút nữa tối mình đem ra dọn cho mình nướng, là mình mời các bạn ăn luôn nha các bạn. Đó là món phèo nướng nha các bạn. Đây, hôm nay mình làm lòng nướng với sườn nướng nha các bạn. Đây, sườn nướng đây, lòng đây, phèo phèo non nha các bạn. Đây, rau sống, dưa leo, đậu bắp, cà chua. Đó, bây giờ mình sẽ nấu nồi nước lên rồi các bạn. Mình sẽ trụng sơ qua hết rồi mình ướp nha các bạn, tối mình mới nướng. Đó, sườn nè, lòng nè, đã không các bạn? Đẩy lòng này một uống bia hết say còn 17. Tối nay cho bạn mình uống bia rồi. Đây, mình nêm hành, hành củ hành tỏi, một miếng bột ngọt trái nha bạn. Đây là cái gì nè, sa tế nha các bạn, sa tế tôm, cho nó vô miếng sa tế tôm. Đó, sa tế tôm nha các bạn. Cho hết hũ đi mới vàng được. Này, các bạn cho miếng nước mắm vào nữa nha các bạn. Mắm này cho nó thơm, bát ngát trời xanh nha các bạn. Các bạn đợi mình sẽ cho miếng ong vô cái nó coi. Mình sẽ cho miếng ong vô các bạn. Đó, mình sẽ cho nó trộn cái điệu ra các bạn. Trộn điệu ra các bạn. Có sườn nè, có gì đó, heo nè, trộn điệu ra nha các bạn. Có hành nè, có mật ong nè, bột ngọt nè. Đó, mình cứ trộn đều ra đi, mình ướp để sẵn đây nha các bạn. Rồi một chút xíu nữa mình mới là bắt lên nướng nha các bạn. Nhưng mà cái này là mình đã làm, cái này mình đã làm chín sơ sơ qua nha các bạn. Đó, mình đã làm chín sơ sơ qua rồi. Mình chỉ cần làm cho nó thấm thôi,
cái tổ là để lên nướng thôi nha các bạn. Xong chỉ còn lại chút xíu nữa là gạo thôi nha các bạn, là ba gạo này nè, với đậu bắp này kia nữa là mình sẽ để lên nướng cái này là ba trái màu trắng nha các bạn. Thơm lắm các bạn ơi, đây đó, mình sẽ để lên cho nó thấm nha các bạn, để này cho nó thấm xong chút là mình nướng nha các bạn. Rồi nướng nha các bạn, nướng nó thịt sườn coi. Thịt nha các bạn. Đó, nướng nha các bạn, nướng lòng nha, lòng nướng với thịt nha các bạn. Ta đi ngủ sớm á, rồi xong rồi ta thức sớm á, thức trễ là đứng đầu mấy ngày mà tao mệt quá tao ngủ trễ, sẵn thì đứng đầu thức mẹ luôn. Trễ quá, ngủ trễ, thức sơ thức trễ nữa. Vậy, đã hả? Chưa đợi chút chưa? Quen rồi ngủ thôi. Cái này là trời nó ấy lại cái này không. Đây. Nướng nha các bạn ơi. Bạn à. Chào bạn không anh? Chào bạn, các bạn, mời các bạn ăn các bạn ơi. Đây, đây nha, ăn đã luôn, chín hết rồi các bạn, vàng vàng hết nè. Đây, nè Minh, để cái đây, nóng nha. Mời các bạn, cãi các bạn ơi nha, chín rồi các bạn ơi. Nướng đây nè các bạn. Này Minh, ăn đi cưng, ăn đi. Quá đã các bạn. Đây. Đó. Quá đã, nóng quá trời mình ha. Các bạn muốn làm các bạn. Ừ.
Mấy con lại các bạn ơi. Thường cả hai ngàn.
giờ này còn chưa xong. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn mấy bạn các bạn.